Báo Nga bình luận về túi bảo quản T-90 của Việt Nam. Trang thớp qua của Nga mới đây đã có bài viết nhằm phân tích đánh giá sau khi tham khảo một phóng sự do kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam sản xuất, trong đó tập trung những túi bảo quản xe tăng do chúng ta chế tạo. Thực tế chỉ ra rằng, việc bảo tồn những phương tiện tác chiến này là cực kỳ cần thiết, nhất là khi việc bàn giao số xe tăng nối trên đã được Nga hoàn thành theo tác giả, các công nghệ cơ bản đã có sẵn nhờ sự hợp tác với Cuba. Quá trình hợp tác giữa đối tác tại khu vực biển Caribe đã giúp cho Việt Nam có được thiết bị và công nghệ bảo quản vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự của Cuba. Lần đầu tiên triển khai thực địa diễn ra tại lữ đoàn hải quân đánh bộ 147 của quân đội Việt Nam dự kiến sau khi sửa đổi hệ thống bảo quản sẽ được chuyển giao cho đơn vị vận hành chính các xe tăng chiến đấu chủ lực T90S SK do nga sản xuất tổng cộng việt nam đã đặt mua 64 chiếc T90S SK trong năm 2016 việc bàn giao hoàn thành vào năm 2019 rõ ràng chúng được thiết kế để thay thế một phần xe tăng T59 của trung quốc và T54 của liên xô Tờ báo Nga bình luận, loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất trong quân đội nhân dân Việt Nam. T-90 liên tục được đưa lên báo chí trong nước như một niềm tự hào. Có thể quân đội Việt Nam đã quyết định cắt bỏ số lượng lớn các phương tiện để lại một số đơn vị hoạt động để huấn luyện. Nhìn chung điều này phù hợp với sự tiết kiệm đặc biệt mà Hà Nội thể hiện trên các sản phẩm quân sự, có thể là súng trường thời chiến của Mỹ hoặc khẩu BBSH do Liên Xô cung cấp.